Trời tối rồi các bạn ơi. Hello tất cả các bạn nha. Xe cừu đã tới rồi nha các bạn. Bây giờ chúng tôi sẽ giao cừu và dê lên xe. Thì các bạn xem video của tôi nha các bạn. Hiện tại là cái xe ba gác đang đậu tại cây xăng. Thì đây là cái xe thứ nhất nè các bạn. Đấy, tôi review cho các bạn xem đấy. Đấy, còn đây là xe thứ hai nè các bạn. Chuẩn bị xe đưa xe thứ nhất nè. Xe thứ hai lên xe tải nha các bạn. 5 bắt con 11 luôn, bỏ vô luôn. Ôm đừng có lâu trúng chân. Nó bò cừu nó nằm biết không?